Hiếu chào các anh em nha. Thì lại có một con xe của một cô gái rất là xinh đẹp. Bây giờ con xe này đang bị chết máy. Thì không hiểu kiểu gì thì video hôm nay thì Hiếu sẽ hướng dẫn cho anh em cách sửa chữa nha. Đầu tiên thì Hiếu bật ổ khóa lên này, để thử này. Không nổ anh em ạ. Mở khóa lên thì Hiếu đạp mấy phát xem nào. Không ăn thua anh em ạ. Anh em chúng ta sẽ tháo cái tẩu này ra này. Đấy. Cái này đang bị kẹt dây điện. Rồi ok. Vặn tẩu ra anh em nha. Vặn tẩu ra và đề máy kiểm tra điện đánh ra điện cao áp đánh ra mát không. Rồi. Cái này anh em chúng ta mà cầm như này nhiều khi nó vô tình nó chạm mát vào tay là giật. Cho anh em chúng ta bắn người ra đấy. Anh em chúng ta cầm cái kim này. Chắc chắn cái kim này nó có cái nhựa, nó sẽ cách điện. Anh em chúng ta dí vào đây nhá. Bây giờ Hiếu sẽ mở khóa này. Đấy. Ok nhá. Bây giờ Hiếu sẽ đề máy này. Không có điện anh em nha. Đấy. Như vậy là cái này của chúng ta không có điện rồi. Thì anh em chúng ta sẽ gạt bỏ phần buji. Vì nó có điện đâu mà nổ được đúng không. Buji của chúng ta vẫn tốt. Cái này anh em chúng ta sẽ kiểm tra đến phần IC và cuộn nổ đúng không. Bây giờ Hiếu sẽ vặn cái tàu này vào và cắm giải như cũ. Ok. Anh em chúng ta lưu ý ở cái dòng xe này là cái bình của nó nằm ở đây. Bình nằm đây và IC nằm đây luôn nhá. Thì bây giờ Hiếu sẽ tháo cái khóa con này ra này. Rồi. Xe của con gái thì nó hay có những cái đồ linh tinh anh em nhỉ. Đúng là trẻ trâu. Bây giờ chúng ta sẽ tháo cái lườn này ra này, thì mới mở được cái này. Anh em chúng ta sẽ lấy cái tua vít dẹt này, này. Ta mở. Anh em của Hiếu nhìn đây, ở đây có cái bình ắc quy này. Phía sau trong đây là có con IC này. Đấy, đây là con IC của nó này. Thì bây giờ Hiếu sẽ tháo con IC này ra. Nó chật trội ấy. Nó chật trội và khó tháo. Rồi, ok. Thì nó sẽ lộ ra cái rác này. Bây giờ anh em chúng ta sẽ sử dụng bằng đồng hồ để đo anh em nhá. Và đây là đồng hồ. Thì bây giờ Hiếu sẽ đo cái rác của IC. Còn nếu như anh em chúng ta mà có con IC chạy tua IC Z con này này. Anh em nhìn không? IC Z con hàng chính hãng này này. Thì anh em chúng ta có thể lắp vát lổ ngay và không cần phải kiểm tra anh em nhá. Rồi, bây giờ chúng... Bây giờ trước khi chúng ta đo cái rác này thì Hiếu sẽ cắm con IC này vào lổ cho anh em thử xem có được không nhá. Đây. Hiếu sẽ cắm vào thử nhá. Có phết anh em ạ. Nó chật đấy. Rồi, ok. Thì cái dây này của IC chạy tua IC rất con anh em chúng ta sẽ kết nối vào nguồn này. Đấy, Hiếu sẽ kết nối vào nguồn như thế này. Bật khóa này. Đấy. Đề anh em nha. Đấy. Anh em có Hiếu nghe thấy chưa? Anh em chúng ta chỉ cần con IC Z con cắm vào phát là lổ được máy ngay. Cho nên là IC này Hiếu đi cứu hộ giao thông rất là ok và tiện lợi. Con IC này
nó sẽ giúp ích cho anh em thợ không mất thời gian và không tốn công anh em nhá. Bây giờ Hiếu nhổ cái này ra là chết máy này. Đấy, nó chết máy ngay. Còn nếu như anh em chúng ta mà không có IC này thì chúng ta kiểm tra như nào ạ? Đây, Hiếu sẽ kiểm tra cho anh em xem. Bây giờ Hiếu sẽ tháo cái này ra này. Nếu như anh em chúng ta mà không có IC này. Đây, Hiếu sẽ tháo IC Z-Con ra. Hiếu lấy một mẩu dây điện như này, Hiếu chọc vào cái rắc của nó cho dễ anh em nhé. Nhiều khi cái rắc của nó, cái lỗ nó bé quá, mình đo nó không chuẩn. Đây, Hiếu sẽ tuốt cái dây đồng. Đấy, Hiếu đút vào cái chân của khiển. Chân là con khiển ở chân. Đây, cân khiển đây. Khiển này. Đấy, chân của khiển nha anh em nha. Anh em nhìn đồng hồ này. Anh em nhìn đồng hồ của Hiếu nha. Thì dây đỏ thì Hiếu sẽ lối vào đây, lối vào dây điện đây. Và chân đen thì Hiếu sẽ cắm vào mát 123. Hiếu lưng lên cắm lại. Vẫn 123 anh em nha. Thì con khiển này của nó là 123 ôm anh em nha. Thì bây giờ Hiếu sẽ cắm vào dây của cuộn lổ này. Anh em của Hiếu nhìn nha. Đây là chân của con khiển này. Thì chân của cuộn lổ của nó thì nó nằm ở bên đây nha. Đây, bên đây này. Nó đánh theo kiểu chữ X kia. Đây, đây là chân của cuộn lổ. Thì bây giờ Hiếu sẽ chuyển đến dây của cuộn lổ này. Đây, đây là dây của cuộn lổ nha. Thì bây giờ Hiếu sẽ đo này. Thì chân đỏ Hiếu cũng lối vào đây này. Đấy. Đấy. Và chân đen thì Hiếu sẽ cắm vào mát này. Đấy. Cuộn này của nó bị om chết rồi anh em nha. Đấy. Thì bây giờ chị Hiếu thử cần thay cuộn lổ đi là lổ được máy thôi. Thì cách đo rất đơn giản đây, Hiếu cắm ở đây đây. Đấy. Nó bị chết rồi anh em nha. Nó bị loạn rồi. Anh em nhìn Hiếu nha. Đây, IC Z-Con đây nha. Bây giờ Hiếu sẽ cắm vào IC chạy tour. Anh em chúng ta ví dụ như là sắm một hai con này đi đường rất ok. Ví dụ như là nhiều khi nó bị chết dọc đường, chúng ta cắm vào phát sử dụng ngay. Không cần phải đo đạc gì cả. Đây, một dây. Còn dây còn lại anh em chúng ta kết nối vào nguồn sau khóa ở chỗ nào cũng được. Bây giờ Hiếu sẽ lổ máy lên này. Anh em nghe nha. Đấy, em thấy không? Bây giờ Hiếu rổ ra này. Đây, Hiếu sẽ tháo IC Z-Con này ra này. Hiếu sẽ cắm con IC của nó vào này. Con này nó đang bị cháy cuộn lổ rồi anh em ạ. Chúng ta cắm vào nó cũng không lổ được đâu. Nhưng mà gọi là Hiếu cắm vào cho anh em xem thôi. Đấy, Hiếu cắm vào chắc chắn nha anh em nha. Đây, chắc chắn này. Đấy, mình cắm chắc chắn rồi. Bây giờ Hiếu sẽ bật khóa lên cho anh em xem đây. Đấy, đề máy này. Đấy. Đấy, không được anh em nha. Nếu như anh em chúng ta sử dụng bằng IC Z-Con, chúng ta chỉ cần lắp cho khách bắt là đi luôn. Rất tiện lợi. Ví dụ như là xe chết dọc đường, khách đến mình lắp vào phát là họ có thể đi được ngay và không cần phải thợ đo đạc gì để cho vất vả. IC chúng ta chết hay cuộn lổ chết thì anh em chúng ta chỉ cần sử dụng bằng gì anh em nhỉ? Bằng IC chạy tour, IC hàng Z-Con. Anh em chúng ta cắm ở đây một phát là xe của chúng ta lổ được ngay. Thì kết thúc cái video này thì cũng xin chúc tất cả anh em có thể đấu thành công trên con xe có thân yêu của anh em. Và bây giờ Hiếu sẽ lắp con IC chạy tour này vào và Hiếu cũng sẽ tạm dừng video ở đây nha. Hiếu chào tất cả các anh em.